em không ngờ là chúng ta có thể về về đây để tổ chức chương trình luôn á. Thật sự là em rất cảm ơn nhà tài trợ Tám Sang ngày hôm nay để tổ chức chương trình ở xã Ninh Gia của tụi em. Chuẩn bị cho đêm Trung Thu cho các bé thiếu nhi ở tại xã Ninh Gia. Vì cái lời hứa với lại ủy ban cũng như các ban ngành, vì thương các cháu, mọi người rất là quan tâm đến các cháu ở đây, và cho nên mới liên hệ với anh Sang tổ chức cái đêm Trung Thu này đến cho các cháu. Nhưng mặc dù là hiện tại bây giờ ngoài miền Bắc mưa bão cũng càng quét, nhưng mà vì lời hứa cho nên anh Sang phải thực hiện. Và cho nên khi mà thực hiện cái đêm Trung Thu xong, anh sẽ cùng với lại đội là bắt đầu hướng về miền Bắc thân yêu. Bây giờ là anh em đang xuống để lắp âm thanh, rồi xong rồi xuống quà để mà sắp đặt buổi chiều để cho các bé đến đây đón Trung Thu. Đây là sân khấu. Đây là sân khấu. Bây giờ mình nghe bắt đầu mình lên để lo xuống. Lo sân khấu đây ha. Sân khấu đây. Rồi khi mà còn lồng đèn với lại bánh Trung Thu, bánh sữa để đâu? Đây. Mình ráp lồng đèn, ráp bánh xong anh bỏ lên trên đó. Khi tới giờ phát á, nếu như trời không mưa thì mình sẽ cho các mình đẩy ra đó, thì các bé sẽ nhận từ ngoài đó. Mà ở đây trời mưa thì cũng không đến nỗi nào nó có mái che. Và các bé sẽ tập trung đây nhận quà rất là hay. Thì ý cô nói là sân khấu bên đây, cái bắt ra bên đây, xong rồi cái nguyên một cái giải bài sẽ để thẳng xuống dưới đó luôn ha. Rồi để cô biết mình trang trí lồng đèn nhìn cho nó bắt mắt, thì các cháu nhìn thấy vui á. Dạ.
dễ thương. Ngoài ra các bạn còn múa hát rất là hay. Tụi có muốn xem các bạn trình diễn không nào? Là có ạ. Các bạn có muốn không nào? Rồi, ngay bây giờ xin mời tất cả chúng ta cùng dành một tràng tay thật ngâm nghiêm để chờ đón tiếp một biểu diễn do các em thiếu niên nhi đồng trường tiểu học Viên Thượng với tiết mục múa Đêm Trung Thu. Xin mời. Lấy bánh trung thu.
hôm nay chúng con đến đây để vui chơi Trung thu và góp cho xã một tiết mục. Và con cảm ơn chú Tám Sang đã tài trợ cho chúng con một lễ hội Trung thu rất là ý nghĩa và vui nhộn như thế này. Trong cái thời điểm là đồng bào ở miền Bắc của chúng ta đang bị lũ lụt, cho nên là vì thế là nhà trường đã ngưng hoàn toàn tất cả các hoạt động và quy góp cái số tiền của hoạt động về cho các em của vùng miền Bắc. Vì thế là đâu đó thì các em nhỏ cũng rất là buồn, cho nên là có cái chương trình của ngày hôm nay thì các em rất là háo hức và cũng giống như là các em rất là trông đợi trong cái buổi tối ngày hôm nay. Thấy con cái nó cũng vui vẻ nữa mà phụ huynh cũng vui. Những cái chương trình tiết mục năm nay em thấy nó ok hơn năm ngoái rất nhiều. Con thấy lần này hoàn chỉnh hơn những mấy buổi trước con đi. Đến với đêm Trung thu hôm nay là rất là vui. Nói chung là nhộn nhịp hơn mọi năm rất là nhiều. Bé có lồng đèn đem về, có quà đem về. Cảm ơn các nhà hỗ trợ đã tạo sân chơi cho các em, một cái sân chơi thật là hào bình tráng và làm cho các em vui vẻ, có một cái Trung thu thật là đa ý nghĩa cho các em. Thì mình tên là Hùng, mình phụ huynh của con cháu có học ở đây. Thì cảm nghĩ của mình về đêm Trung thu hôm nay thì rất là vui. Các công tác tổ chức thì thấy là rất là tuyệt vời. Thì cùng với không khí Trung thu thì mọi người nhìn thấy là các bé rồi các phụ huynh là rất là phấn khởi. Nay có bánh Trung thu, sữa, bánh, rồi lồng đèn nữa. Có vui không? Dạ có. Con chào mọi người, con tên là Đoàn Xuân Mộng, con là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình. Con là tình nguyện viên đến để phát quà cho các bạn nhỏ. Đêm nay con cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Thấy các em nhỏ chơi rất là vui. Con mong là năm sau mọi người cũng sẽ đến để cho các em có một đêm Trung thu vui hơn như thế này nữa. Con có lời cảm ơn gửi tới ban tổ chức chương trình rất là nhiều, tại vì đã có công tổ chức ra một cái buổi Trung thu rất là vui và hành tráng bùng cháy như vậy. Và con cảm ơn chú Tám Sang đã tài trợ cho chúng con một lễ hội Trung thu rất là ý nghĩa và vui nhộn như thế này. Con mong là sau chú sẽ tổ chức thêm một đêm như này nữa. Thế thay mặt học sinh, phụ huynh và toàn thể giáo viên trong nhà trường thì rất là cảm ơn chú Tám Sang đã tổ chức một cái buổi lễ Trung thu rất là hoành tráng, vui vẻ và rất là nhiều tiết mục thú vị cho các em học sinh ở tại điểm trường Trung học cơ sở Ninh Gia cũng giống như là tất cả các điểm trường tại khu vực xã Ninh Gia. Đêm Trung thu năm nay rất là hoành tráng, khâu tổ chức đẹp, chu đáo. Cảm ơn cho bên tài trợ đã tổ chức cho các em đêm Trung thu vui và ý nghĩa như hôm nay. Giờ em biết là chú Tám Sang tài trợ cho chương trình này á, chương trình đêm nay á, thì em thật sự rất vui luôn, em rất hâm mộ chú Tám Sang luôn á, cực kỳ hâm mộ chú Tám Sang. Em không ngờ là chú Tám Sang về đây để tổ chức chương trình luôn á. Thật sự là em rất cảm ơn nhà tài trợ Tám Sang ngày hôm nay đã tổ chức chương trình ở xã Ninh Gia của tụi em, cho các em có một đêm Trung thu vui vẻ. Con cảm ơn chú Tám Sang đã tổ chức cho con một đêm Trung thu vui vẻ và hạnh phúc. Thì nhân đây thì cũng xin cảm ơn chỗ chú Tám Sang thì đã là mạnh thường quân thì đã tổ chức cho các cháu một chương trình thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn. Dạ, con cảm ơn chú Tấn Sang đã tài trợ chương trình Trung thu cho các bạn nhỏ ở đây ạ. Mặc dù hôm nay thời tiết là khá bị mưa nhưng mà vẫn cảm ơn nhà tài trợ là chú Tám Sang đã tổ chức cho các cháu một Trung thu thật là vui và ý nghĩa. Cảm ơn chú Tám. Cảm ơn chú Tám. Cảm ơn chú Tám Sang. Chúng con cảm ơn chú Tám Sang. Thì cũng cảm thấy không biết nói gì hơn. Mà một lần nữa rất là cảm ơn gia đình, những người bạn thân thương của anh Tám Sang rất là nhiều. Có gì mong cả nhà cũng thông cảm. Thì khi bây giờ là mọi người cũng gấp rút để sắp xếp đồ là bắt đầu đi anh Sang về lên đường, đi ra hướng ngoài Bắc. Có gì mong cả nhà cũng thông cảm cho gia đình Tám Sang cũng như những anh em, những thành viên trong hội.
chúc tất cả quý cô chú anh chị các bạn luôn được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống, cũng như là thì cũng xin cầu mong cho cơn bão lũ là lỡ sạt ở ngoài miền Bắc sẽ vượt qua, tất cả những người dân miền Bắc ngoài đó rồi vượt qua những cái lúc khó khăn này.